Xin chào quý vị và các bạn. Đang có một cái cuộc bắt tay nhỉ. Rồi. Anh Dũng ơi cho tôi chụp ảnh. Rồi, chụp ảnh đi các anh ơi. Chụp ảnh ảnh làm tư liệu. Tí chia sẻ một chút cho cộng đồng tí nhé. Còn bắt tay không thì nó. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn bạn gì. Xin này. Nói vài điều đi, em cũng biết gì đâu mà em nói. Đây là một cái xanh mà mình rất là tâm đắc. Dạ. Nhưng mà có ông anh thì đúng là một cái rất là trân trọng. Thì nhượng lại vì anh em có những cái mà tình cảm còn hơn cả cái cây về mua bán. Chúc anh thành công hơn. Dạ. Và đấy, đã có cuộc giao dịch đấy. Đấy là anh Duy chủ vườn. Đứng vào tay thôi. Xong rồi bảo quay cho em cái xin luôn. Dạ vâng ạ. Đứng vào tay thôi. Đấy, thì cây thứ hai. Rồi ok. Muốn truyền tải cho các bạn cái buổi giao dịch ngày hôm nay. Vườn anh Duy. Đấy, một tác phẩm si cực đẹp, thân trực. Có những cái buổi giao lưu như thế này thì nó sẽ thúc đẩy cái phong trào chơi cây cảnh của xứ Đoài và nói riêng và cây cảnh Việt Nam nói chung. Là cả sáng nay thì mình đang ở đây để tác nghiệp chia sẻ đến cộng đồng. Thế thì có những cái cây giao lưu cũng rất là nhiều tiền. Đùa đâu mà. Đùa. Nào, xin mời. Có anh em ở đây đi. Mời xin mời tất cả các anh em. Bắt tay à. Bắt này. Nào xin mời anh. Lại. Các bác đứng ở đây cho nó khí thế. Đấy, xin mời anh Duy hôm nay là chủ cây đã giao lưu với anh trai này. Cũng rất là vui, rất trân trọng là anh em về chơi và giao lưu. Đây là một cây si mà cũng là cái duyên anh mình mua được, rất quý anh và cũng trân trọng em. Ông em chúc ông em thành công, cảm ơn nhé. Cái thứ nhất là rất cảm ơn anh đã nhượng lại cho em cái đồ mà em thích. Cái thứ nhất là mình thích đã. Đấy, còn cái việc mà nó như thế nào thì mình tính sau. Việc đầu tiên là mua cái mình thích và mình được sở hữu và cảm ơn anh đã nhượng lại cho em nhé. Ok. Anh em bắt tay đây. Bắt tay. Hoan hô đi cả nhà. Khí thế. Anh em nhá. Cái này thì thật sự đi kiếm được rồi thì bị hết mấy bộ lốp xe. Tôi có phải đi lốp xì không? Duy cảm thấy tiếc kiểu gì ấy. Anh thấy chủ gì tiếc. Hôm nay thì tiếc rồi. Chưa thấy giọt nước mắt đâu, chưa tiếc. Tiếc thì người ta mới mua chứ không tiếc. Chờ đây là mua người ta là do để thích nó không tiếc. Ra bây giờ bán trong chỉ một bàn tháo đi để ai tao mua. Tâm huyết khóc là đúng rồi. Để cho nó không khóc chú ạ. Vả cứt nó ngập mồm. To quá nó loãng. Vả cứt nó ngập mồm. Đây cái chậu mới nó lên giá. Con này càng nuôi càng sụn. Vả cứt cho nó ngập mồm vào cho nó ăn. Chậu nhỏ đến đây thôi anh nhỉ. Hai chậu khác quả đẹp chậu tròn. Dạ. Chậu tròn thấy chậu như được cái chậu vườn phục vụ. Than là chậu này đặt chậu tròn nó hợp hơn. Có đẹp với chậu tròn. Anh em ra xe để sang bên cái chợ Lâm Ký tổ chức về đi. Chín cái này.
cái em có một cái chồng chú cũ, em có một cái, em có một cái chân em có một cái thưa các bác chân em anh nhớ là anh chúc mừng nha. Chủ nhân là xứng đáng này. Chủ nhân mới đấy. Anh trai tên là gì nhỉ? Em tên là Dự. Anh Dự. Địa chỉ đâu anh? Em ở Đức Bắc, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Chúc mừng anh nhé. Dạ. Dạ vậy. Bonsai channel à? Hả? Kinh khủng lắm. Anh ơi, em mời anh. Rồi, xin cảm ơn. Dạ vâng, để em lấy đồ đây. Vâng, lấy đồ đi. Đấy. Chúc cho anh em hội này càng phát triển. Những cái cây đẹp như thế này, anh em Vĩnh Phúc này là bê hơi bị nhiều cây về đấy. Cây đẹp quá. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc.